Tuyết Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức vừa mới được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của người Việt Nam từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa chào đón năm mới mà còn mang đậm tính tâm linh tín ngưỡng. Ngoài thờ cúng tổ tiên, người dân thường đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an và may mắn cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Trong những ngày đầu xuân, tại các đền chùa trên địa bàn tỉnh, luôn có đông đảo nhân dân và khách thập phương tới hành lễ cầu an. Điển hình tại đền Trần Đền Mẫu, chùa Chuông tại thành phố Hưng Yên đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến thắp hương vãn cảnh. Tết năm nay, thời tiết ấm áp đã thu hút khá đông du khách thập phương đến dâng hương, vãn cảnh. Ở các điểm di tích, ban quản lý cũng phối hợp với các Phật tử phục vụ tiếp đón người dân đến dâng hương một cách chu đáo tận tình, đảm bảo sự thành kính tôn nghiêm nơi cửa Phật. Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, phong trào khuyến học khuyến tài tại dòng họ Trần Huy, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên ngày nay luôn được chú trọng quan tâm. Mỗi dịp xuân mới, dòng họ đều tổ chức gặp mặt báo công với tổ tiên những thành tích đã đạt được trong năm qua. Dòng họ Trần Huy, thôn Đào Đặng hiện nay có 19 đời, gồm 2 chi với hơn 100 hộ gia đình. Theo gia phả dòng họ, năm Ất Tỵ 1722, cụ Trần Bá Thuần, Đỗ Hương Cống được bổ nhiệm làm chi huyện Bất Bạt Sơn Tây, sau được thăng làm phó xứ Phô Hiến, từ đó đặt nền móng cho giáo dục khoa cử của dòng họ. Phát huy truyền thống hiếu học của tổ tiên, nhiều thành viên trong dòng họ đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Bảng vàng thành tích của dòng họ đến nay đã có 1 phó giáo sư, 6 tiến sĩ cùng hàng trăm thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, cử nhân trong nhiều ngành, lĩnh vực. Việc hiến đất làm đường giao thông, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên những tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đã mang lại diện mạo mới cho xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ. Tuyến đường trục thôn Quang Yên được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách của xã 5,3 tỷ đồng, còn lại nhân dân hiến đất công trình ngày công lao động. Ngoài ra, vận động xã hội hóa được 40 triệu đồng, lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng tuyến đường vào ban đêm. Chiều dài của tuyến đường là 830 m, chiều rộng mặt đường 5 m và lề đường 2 m. Dọc bên lề của tuyến đường có 110 bồn cây hoa giấy đang đua nhau khoe sắc, tạo cảnh quan môi trường tươi đẹp. Tuyến đường trục thôn Quang Yên cũng là tuyến đường đạt giải nhì trong cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022. Xin chữ, cho chữ vừa là một phong tục truyền thống, một nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt Nam. Những câu đối, những bức thư pháp không chỉ dừng lại là nghệ thuật viết chữ đẹp mà qua đó còn thể hiện truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Tục xin chữ cho chữ bắt nguồn từ những người hiếu học trân trọng con chữ đẹp. Ngày xuân xin chữ như xin một thứ phúc lộc may mắn giỏi giang. Chữ xin cũng thể hiện lời chúc của người viết hoặc mong muốn của người xin, thường là sự an lành may mắn, thành công, đỗ đạt, tùy vào mục đích và lứa tuổi để chọn chữ phù hợp. Chữ xin về thường được chủ nhà treo ở những nơi trang trọng, vừa trang trí trong ngôi nhà thêm phần sinh khí mới, vừa thể hiện ước vọng của chủ nhà về một năm mới bình yên, thuận lợi và may mắn. Những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới được lồng trong những nét mực uyển chuyển, không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, thư pháp mà còn bộc lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Trong tháng giêng này, bên cạnh các hoạt động văn hóa tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều lễ hội lớn, hứa hẹn tạo không khí vui tươi đón chào năm mới cho nhân dân và du khách. Cụ thể như lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai hội đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024. Tại đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh từ mùng 4 đến mùng 10 tháng giêng. Đặc biệt tại lễ khai mạc vào tối mùng 6 tháng giêng sẽ trình chiếu 3D mapping. Lễ hội Gò Đống Đa năm nay sẽ diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng giêng để tưởng nhớ tới chiến công của anh hùng áo vải Quang Trung với nhiều hoạt động hấp dẫn. Lễ hội đền Gióng tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn diễn ra từ mùng 6 đến mùng 8 tháng giêng với các nghi lễ truyền thống. Bên cạnh đó còn nhiều lễ hội lớn khác như lễ hội Cổ Loa từ mùng 6 đến 16 tháng giêng tại đền thờ An Dương Vương ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, lễ hội Chùa Hương Từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch diễn ra tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Lễ hội Đền Sái diễn ra ngày 11 tháng Giêng tại xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Tháng đầu tiên trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 33,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ. Đây là những tháng kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy trong tháng 1 năm nay, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ là gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt và may mặc, giày dép các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác, phương tiện vận tải và phụ tùng. Nhìn chung, xuất khẩu hàng hóa tới các thị trường xuất khẩu lớn đều phục hồi tốt trong tháng đầu năm 2024. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ ngày 15 tháng 2 tới, tức mùng 6 Tết, sẽ có quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay. Cụ thể như hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ, hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân. Hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý tương đương. Hành khách mang quốc tịch nước ngoài, mất hộ chiếu phải có công hàm của cơ quan ngoại giao, lãnh sự của quốc gia hành khách, mang quốc tịch hoặc công văn của Sở Ngoại vụ có giá trị sử dụng 30 ngày kể từ ngày xác nhận. Hành khách mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi đến trên 14 tuổi, không quá 20 ngày có thể sử dụng các loại giấy tờ đi tàu bay như đối với hành khách chưa đủ 14 tuổi. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết bà tin tưởng vào triển vọng kinh tế thế giới trong năm nay bất chấp những bất ổn. Theo Tổng Giám đốc IMF, nhận định trên được bà đưa ra dựa trên thực tế. Nền kinh tế toàn cầu đã cho thấy sức chống chịu hiệu quả trước các bất ổn do xung đột và đang trong quá trình hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, bà Georgieva cũng bày tỏ lo ngại về xung đột Israel-Hamas tiếp diễn và gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng, ảnh hưởng tới kinh tế. Quan chức IMF nhấn mạnh, thời điểm bất ổn hiện nay đang đặt ra thêm nhiều thách thức cho các nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi sau những cú sốc trước đó. Những hộp kẹo chocolate hình trái tim đã trở thành món quà truyền thống được các cặp đôi trao tặng cho nhau nhân dịp lễ tình nhân Valentine 14 tháng 2. Tuy nhiên, tại Italia, một trong những lựa chọn mới mẻ dành cho những cặp tình nhân năm nay là bánh Torta Barozzi, một loại bánh truyền thống đầy tinh tế, sang trọng cầu kỳ nhưng vẫn thể hiện đầy đủ tình cảm ngọt ngào và yêu thương. Bánh Torta Barozzi được làm từ sô-cô-la, đậu phộng và hành nhân xay, cùng với lòng trắng trứng, đánh bông, giúp bánh đậm đà, đủ chất dinh dưỡng nhưng vẫn mềm nhẹ và bông mịn. Để làm nổi bật hương vị, các chuyên gia bánh bổ sung cả bột cacao và sô-cô-la đắng cùng một chút rượu rum. Một trong những bí quyết để bánh không bị khô là đặt thời gian nướng bánh vừa đủ, không nên để quá lâu. Ở Italy, bánh torta thường được dùng làm món tráng miệng truyền thống. Ra đời từ năm 1886, công thức làm loại bánh này luôn được giữ kín và nhiều người đã thử kết hợp các nguyên liệu theo cách riêng mình. Hương vị bánh Torta Barozzi hiện nay ra đời từ năm 1897 và là tác phẩm của đầu bếp bánh ngọt người Italy Eugenio Zolini và được đặt theo tên của kiến trúc sư người Italy Giacomo Barozzi Pinola. Thủ đô Moscow của Nga đã triển khai 10 robot dọn dẹp tại các công viên trong thành phố này. Đây là một bước tiến quan trọng của Nga trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để cải thiện môi trường sống và tạo ra một thành phố thông minh hơn. Robot có tên là Pixel tham gia dọn dẹp thường xuyên các lối đi ở công viên Kuminsky, Sokolniki và công viên 50 tháng 10. Việc thử nghiệm robot dọn dẹp tự động không người lái đầu tiên đã bắt đầu vào hồi tháng 4 năm ngoái. Robot Pixel được trang bị nhiều phụ kiện có thể thay thế khác nhau và nhờ đó nó có thể hoạt động quanh năm và gần như trong mọi điều kiện thời tiết. Dọn tuyết vào mùa đông, quét và rửa đường vào mùa hè. Pin điện được thiết kế cho thời lượng sử dụng lên tới 16 giờ. Tốc độ tối đa trong quá trình vận hành là 5 km/h. Pixel hoạt động rất êm và có thể dọn dẹp đường phố vào ban đêm. Thiết bị này được trang bị hệ thống cảm biến gồm lidar, radar, cảm biến tiếp nhận âm thanh và camera giám sát. Khi gặp chướng ngại vật, robot sẽ nhanh chóng nhận biết và hành động theo thuật toán nhất định. Nhà phát triển có kế hoạch đưa robot vào sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.